Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, ở ngay một cái trung tâm mà chuyên tháo dỡ và bán các phụ tùng ô tô tại Berlin. Đây là một trung tâm rất lớn và từ đây rất là nhiều những cái người ta đến từ khắp châu Âu, họ đến, họ mua và họ sẽ sử dụng những cái vật liệu và những cái thiết bị cũng như những phụ tùng ở trong cái xưởng xe này, họ tháo ra và họ đi lắp khắp châu Âu. Và ngược lại cũng có nhiều người mang những chiếc xe cũ đến đây để có thể bán và để cho những cái người ở đây người ta tháo ra và để bán phụ tùng. Đặc biệt là sang những nước Đông Âu, Nga, tức là Liên Xô cũ, và những cái nước châu Phi cũng như những nước lạc hậu. Và các bạn cũng đã biết thì ở đây khi họ chỉ bán những chiếc xe mà không còn sử dụng được ở châu Âu hoặc ở Đức và không đáp ứng những tiêu chuẩn về khí thải hoặc an toàn. Đặc biệt là tiêu chuẩn khí thải thì hiện nay tại Đức và châu Âu chỉ cho phép đăng ký những cái loại xe mà đạt tiêu chuẩn Euro 6, thưa các bạn. Và trong thời gian vừa qua tại Việt Nam thì đã xảy ra một việc rất quan trọng đối với cả cái ngành nghề sản xuất ô tô và lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Đó là việc ông Phạm Nhật Vượng, tức là với vai trò của công ty VinFast đã sản xuất, nói rằng là sản xuất và lắp ráp loại xe VinFast Fadi bắt đầu đưa ra thị trường vào ngày 17 tháng 6 năm 2019. Và cũng chính từ đó bắt đầu xảy ra những cái công việc, những cái sự việc và về mặt kỹ thuật, về mặt nghiệp vụ cũng như về mặt khí thải thì đã bắt đầu có những cái chuyện mà xảy ra. Thì trước đó thì các bạn cũng đã biết ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ở đây là ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và cũng là đồng thời là Tổng Bí thư, liên tục đã đến thăm và gần như là quảng bá cho một cái doanh nghiệp mới của Việt Nam chuyên nói rằng là sản xuất ô tô của ông Phạm Nhật Vượng từ Ukraine về. Và ông Phạm Nhật Vượng thì các bạn cũng đã biết từ trước đến nay ông ta kinh doanh bất động sản, lấy đất giá rẻ của người dân phân lô và bán, cũng như là có những cái mối quan hệ với nhiều quan chức mà cho đến nay thì bên Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vẫn đang đặt câu hỏi rất nhiều ở những cái khu đất mà ông ta đã được mua với giá rẻ. Tuy nhiên khi mà sản xuất ô tô thì ông ta đã rất khôn khéo và khi đến mời được những cái lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam như ông Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và ông Nguyễn Phú Trọng là một người thì rất là cẩn thận, bởi vì phải nói là ông ta cẩn thận và ông ta thì chỉ có trình độ về lý luận mà thôi. Tức là ông ta tốt nghiệp phó tiến sĩ xây dựng đảng tại Liên Xô trước đây, nơi mà đào tạo cho những cái cán bộ mà của Việt Nam đang lãnh đạo đất nước. Thì ông ta không được học về kinh tế thị trường, nhưng ông ta hiện nay đang phải điều hành một đất nước làm theo hình thức là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và chính cái điều đó đã một cái lỗ hổng rất lớn về kiến thức, về nhận thức của ông Nguyễn Phú Trọng, dẫn đến những hậu quả rất tai hại cho đất nước. Đó là cụ thể là những cái công ty nhà nước trong thời gian vừa qua đã đầu tư hàng nhiều tỷ đô la, hàng chục tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la và đã bị mất trắng rất nhiều. Và những cái người mà lãnh đạo những công ty nhà nước đó đã lần lượt vào tù hoặc là đã trốn ra nước ngoài. Cụ thể có những người mà sang bên Đức như ông Trịnh Xuân Thanh, sau đó là bị bắt cóc về Việt Nam. Thì hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là cái người đứng đầu của nhà nước, đó là Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã quảng cáo cho ông Phạm Nhật Vượng làm ô tô. Và ngoài ông Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ra thì chúng ta cũng đã thấy là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu chính phủ. Người đứng đầu chính phủ, đây các bạn đã thấy ông Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu chính phủ là quảng cáo cho xe VinFast đây, ở Hải Phòng. Và ông ta đã đến khi mà công ty VinFast thành lập và xây dựng cái công ty này ở Hải Phòng, cũng như là có những cái hoạt động của mình, thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thường xuyên có mặt để ủng hộ, để cổ vũ. Và dường như những cái hình thức, cái lần xuất hiện của ông ta là quá nhiều đối với một doanh nghiệp như vậy. Thì cái điều đó cũng đặt câu hỏi là liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có hiểu thế nào là về kinh tế thị trường không, mà đi quảng bá, quảng cáo cho những cái sản phẩm mà chưa ra thị trường, chưa biết là nó có tốt hay không, có đúng như là cái doanh nghiệp Việt Nam ở đấy họ giới thiệu hay không, hay đấy là cái sản phẩm sẽ có nhiều vấn đề. Và quả thật thì sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện để quảng bá cái sản phẩm này thì bắt đầu là có những cái vấn đề xảy ra, đó là việc chiếc xe VinFast Fadi ra đời và bắt đầu bán vào ngày 19 tháng 6 vừa qua tại cả trong cả nước. Và đây các bạn thấy hình thức, đây là những chiếc xe VinFast Fadi đã ra đời, đây là hình ảnh. Và đặc biệt là những cái chiếc xe này khi ra đời thì nó lại xuất hiện trong những cái xưởng, tức là những cái xưởng lớn mà không biết ai đã lắp trong một thời gian rất ngắn. Và
khi mà mở chiếc xe này ra thì lại thấy máy là của chị em, tức là của Mỹ, ruột của Mỹ, vỏ thì của Việt Nam, tự thiết kế hay là thuê thiết kế nào đó khác hơn một chút, nhưng mà không phải là xe Đức, công nghệ Đức như là ông VinFast đã quảng cáo trước đó, ông Phạm Nhật Vượng đã quảng cáo trước đó đối với cả các lãnh đạo trong nước và cũng như là những người dân ở trong nước. Khi đặt xe thì nó không phải như vậy, mà trong ruột lại là cái ruột xe của Mỹ, GM. Và sau cái điều tra của chúng tôi bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 vừa qua thì các bạn cũng đã theo dõi và cũng đã biết thì chiếc xe này thực ra là được sản xuất, VinFast Fadi được sản xuất trên cái dây chuyền công nghệ cũ của Nam Triều Tiên. Ngày trước đây của hãng GM đã sản xuất dòng xe Chevrolet và xe Overcar, mà trong đó thì dòng xe Chevrolet các bạn cũng đã thấy đang rất nhiều xe đang nằm ở trên những cái giá như thế kia. Đấy, trên giá như thế kia rất nhiều xe Chevrolet hoặc Opel nằm trên đó để dỡ ra, để bán phụ tùng để sang các nước Nga hoặc là nước Lạc Hậu hoặc Châu Phi mà không ai còn sử dụng ở Đức nữa. Sở dĩ tại sao lại như vậy? Bởi vì cái tiêu chuẩn khí thải ở Đức thì càng ngày càng cao, ở châu Âu càng ngày càng cao. Bây giờ họ áp dụng tiêu chuẩn khí thải là Euro 6. Thế thì những cái xe đó không đáp ứng được, nó chỉ là Euro 4 và hơn một chút. Thì chính vì vậy mà cái dòng xe Chevrolet đã chỉ được bán ở châu Âu từ năm 2011 cho đến 2016, tức là chỉ có 5 năm thôi, và sau đó không thể bán được nữa. Và toàn bộ những chiếc xe này đã bị rút khỏi thị trường châu Âu, và cũng đồng nghĩa với việc cái dây chuyền sản xuất những chiếc xe này không còn được sử dụng để sản xuất những chiếc xe nữa, bởi vì là dây chuyền sản xuất những chiếc xe lạc hậu. Theo như tôi điều tra thì được những cái người bán xe nói rằng là những chiếc xe như vậy, như thế này là rất kém về chất lượng, tức là hay hỏng hóc, rồi là tốn năng lượng và đồng thời là trục trặc, hỏng vặt rất nhiều, và cái giá trị của nó cũng bị mất đi rất nhiều trong một thời gian ngắn. Thì điều đó là không có lợi cho những người tiêu dùng. Và ở đây, ở Đức cũng như châu Âu thì người tiêu dùng có cái cơ hội được lựa chọn một cách thoải mái những cái dòng xe mình mong muốn, mình muốn mua, mình bỏ tiền mình mua, và họ kiểm tra rất kỹ lưỡng, cũng như là kiểm tra về mặt an toàn kỹ thuật. Thì rất là nhiều xe phải có những cái nơi đánh giá độc lập, ví dụ như là Euro NCAP ở châu Âu, để đánh giá những chiếc xe, kể cả những chiếc xe các bạn thấy đang ở trên này như thế này, là họ cũng đều phải, có rất nhiều xe đã qua những cái đánh giá độc lập, để họ xem là những chiếc xe như thế này có đủ tiêu chuẩn khi mà đi trên đường, có khi gây tai nạn ra thì cái người mà bị ngồi trong xe đó có bị thương hay là có thậm chí bị chết hay không, và nếu bị thì bị chỗ nào, để họ hoàn thiện chiếc xe đó tốt hơn, thì lúc đó họ mới ra thị trường. Cho nên một quá trình thử một chiếc xe thì thường khá dài, hàng phải đến hàng năm trước khi ra thị trường. Nhưng mà các bạn cũng đã biết rằng công ty VinFast Fadi, tức là công ty VinFast đã đưa cái thông tin ra là đưa những dòng xe đi sẽ thử vào tháng 3 ở Euro NCAP hoặc là Asia NCAP gì đó. Thế sau đó đến tháng 6 họ bán luôn. Thế như vậy là chỉ có 3 tháng thôi. Thì 3 tháng các bạn biết rằng là 3 tháng là vận chuyển đi vận chuyển lại, làm thủ tục cũng đã hết hơn tháng rồi. Thế còn thử cái gì nữa? Và thử xong rồi thì còn phải điều chỉnh, và sau đó lại gửi đi thử lại nữa, thử tiếp. Thử chưa bao giờ mà đạt thì thôi. Thì lúc đó mới có những cái chứng chỉ độc lập. Ví dụ như là Euro NCAP là ví dụ họ tiêu chuẩn là 1 sao, 2 sao cho đến 5 sao. Thì tốt nhất là 5 sao, còn không để ít ra cũng phải 4 sao, 4 sao rưỡi. Thế nhưng mà cái xe VinFast này thì các bạn đã biết là không hề có cái thử nghiệm trong cái vấn đề thử nghiệm. Đấy, thì không có. Thì chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã biết đã xảy ra cái vụ việc là sao VinFast Fadi đã ra đời và bán cho những khách hàng, và ngay lập tức thì những khách hàng đó đã bị có những cái vấn đề về chất lượng, về an toàn, và đặc biệt là về những cái vấn đề máy móc thiết bị mà các bạn đã thấy chứng kiến trong thời gian vừa qua chúng tôi đưa, là chiếc xe đấy đã bị VinFast Fadi đã bị chảy nước ra phía sau, tức là khi mà đi thì cái đèn phía sau đó thì nó sẽ bị nước nó chui vào với cốp và nó che kín những cái đèn phía sau đi. Thì cái điều đó sẽ gây ra tác hại ở chỗ chuyện là cái người đi sau, người ta sẽ không nhìn thấy chiếc xe đó có phanh hay dừng, thậm chí còn không nhìn thấy cái xe đó, bởi vì khi mà trời tối xong lại bị bùn nước đất nó bám vào sau đèn, cái bưởng đèn đằng sau, thì là không nhìn thấy xe sau, thì như vậy đi thì sẽ bị tai nạn, đâm vào nhau. Và khi mà đâm vào nhau, nhất là ở cái tốc độ cao ở trên đường cao tốc, thì các bạn cũng thấy những cái cảnh tai nạn ở Việt Nam nó thương tâm thế nào. Nó chết rồi người cháy xe, chết cháy trong xe, rồi là trẻ em cũng bị kẹt chết trong xe, người già, phụ nữ, và những cái người đi bên cạnh, tức là những người lưu thông đi bên cạnh, họ cũng bị chết oan
Vì sao? Vì những chiếc xe đi phía sau họ không nhìn thấy, họ cũng đâm vào với tốc độ cao, và như thế thì nó cứ đâm dồn với nhau. Thì các bạn cũng đã chứng kiến có những trường hợp khi mà tai nạn thì nó có thể đâm dồn một lúc vài chục xe và cứ chồng lên nhau cháy thành một đống cháy rất nguy hiểm. Thì cái điều đó mà là hoàn toàn thiếu ở cái công ty, ở cái xe VinFast Fadi, là không có kiểm chứng độc lập, mà họ chỉ nói rằng họ kiểm chứng ở công ty GM ở Nam Triều Tiên. Thì cái việc mà tất nhiên khi đi sản xuất thì các anh phải thử, tự thử thì đương nhiên. Nhưng cái vấn đề quan trọng hơn, mà rất quan trọng hàng đầu, đấy là anh phải qua những công ty, qua những nơi thử độc lập để các anh đánh giá chất lượng. Thì có như vậy thì mới đảm bảo cái an toàn cho cái người đi cũng như người sử dụng. Và cái đồng tiền của người dân Việt Nam bỏ tiền ra để mua thì phải đưa đến sự an toàn, đưa đến sự tiện nghi thoải mái, chứ không phải chỉ đưa đến một cái để lấy một cái hình thức là một cái thương hiệu VinFast để ra vẻ là chúng tôi yêu nước. Nhưng điều đấy thì không phải, bởi vì cái điều đó là hoàn toàn sai khi sản xuất ô tô, khác với khi mà sản xuất mì tôm. Và đấy, các bạn đã thấy thì trong ngày hôm qua thì đã có một cái bạn mua phải cái dòng xe VinFast này, gọi là bạn Linh Nhật Lương. Bạn Linh Nhật Lương đã chia sẻ trên cái Facebook của mình về chiếc xe VinFast Fadi vừa nhận và mới đi được có 37 km thôi. Đây chiếc xe này, tức là mới đi từ chỗ lấy xe về để chui xuống dưới garage tầng hầm để thì bạn Linh này đã chia sẻ là sau đó bạn quay về thì bạn thấy là xe chảy ra rất là nhiều dầu, có vẻ như là dầu chảy trong xe ra, và không biết tại sao, và đèn báo dầu được kêu, đèn báo kêu ầm ĩ lên và họ không dám đi nữa. Đấy, thì sau đó thì tất nhiên là họ, cái bạn Linh này cũng đã gọi điện cho công ty VinFast và họ đã cẩu chiếc xe này đi để họ kiểm tra. Đây là chiếc xe mà cái người chủ xe vừa mua tên là Linh đấy, đã mua để mang về đấy. Thì các bạn chứng kiến chắc chắn là trong ngày hôm nay cũng như trong cái livestream này có cái link, đấy là cái link, đấy là link về cái bài báo hiện nay đã đang đăng ở trong nước về cái việc mà chiếc xe này bị chảy nước ra. Thì theo như bạn Linh ban đầu bạn nói rằng đấy là chảy hết dầu ra. Đấy, đây chảy dầu đấy. Thì đây là cái xe như vậy là không thể đi được nữa. Tự nhiên là thấy nắp capo là khói lên và xe thì chảy lênh láng, dạng như bạn Linh bạn nói là chảy dầu. Đấy, thì hình ảnh này thì các bạn cũng sẽ tự xem ở trên những cái phương tiện khác mà trong nước thì các bạn cũng sẽ đọc được trên báo chí nhà nước, báo chí trong nước đã đăng. Đây, để cái người dân mua đấy rất là thất vọng, đấy chảy lênh láng ra đây. Và cái điều này là cực kỳ tai hại. Đấy, đối với cả những cái người mới mua xe, đối với những chiếc xe mới ra đời mà đã xảy ra những cái sự cố nghiêm trọng như thế này. Tức là hết cái chuyện mà tức là cái xe mà không có cái chắn bùn ở phía trong của khung lốp, thế làm cho bùn bắn lung tung trong xe và chui vào các kẽ, rồi là chui vào sau và che kín cái đèn đi, là rất nguy hiểm cho cái lưu thông. Đấy, cái thứ hai là bây giờ đến chảy dầu nữa, bây giờ đến máy nữa, tức là cái gì các bạn nhìn thấy bên ngoài thì đã bị rồi, các bạn nhìn thấy rồi. Thì lập tức là những cái người công ty VinFast nói rằng sẽ cho lắp miễn phí cái chắn bùn vào. Thế thì phải chăng rằng là cứ khi người dân giống như con chuột bạch, con chuột để thí nghiệm, tôi cứ mua đi, mất tiền mua, xong rồi mọi người đi thử, thế xong rồi thử mà khi phát sinh lỗi gì thì họ lại đến họ cẩu đi, họ sửa và họ nói rằng họ sẽ sửa. Thế thì những cái chiếc xe, hàng nghìn chiếc xe theo như VinFast quảng cáo là gần nghìn chiếc xe, hàng nghìn chiếc xe được đăng ký bán ra ngoài thì phải cẩu hết lại, sửa tất cả toàn bộ. Và cái điều này rất nghiêm trọng ở chỗ là không phải chỉ hỏng bên ngoài mà các bạn thấy, và bây giờ đến trục trặc trong máy, mà phần máy thì thưa với các bạn rằng là rất là khó sửa, rất là khó bảo dưỡng, bởi vì là chiếc xe mới chưa đi mới có 37 km mà đã bị như thế này rồi. Thì khi các bạn đi trên một vài trăm cây số, 1-2 nghìn cây số, thì không biết nó sẽ còn hỏng trục trặc tiếp những cái gì nữa, mà cái điều đấy là chắc chắn sẽ hỏng tiếp, sẽ trục trặc tiếp, và thậm chí những lỗi hỏng sau này có khi còn nghiêm trọng hơn những lỗi mà bây giờ mới phát hiện ra, bởi vì người ta chưa đi thì người ta chưa có cái đi cái tốc độ cao. Đấy, các bạn thấy đây, cái đồng hồ ghi công tơ mét ghi là 79 km và đèn đã báo rồi, báo đỏ rồi. Đấy, đây là xe VinFast Fadi của ngày hôm qua, của bạn Linh đã chia sẻ trên trang Facebook của mình là vừa mang về đã bị chảy dầu ra, xong bắt đầu là không đi được nữa, khói lên. Đây, thì đây là cái điều mà rất là nguy hiểm cho những chiếc xe mà mới ra đời. Và mặc dù là công ty VinFast, mặc dù ông Phạm Nhật Vượng nói rằng là ông đã thuê rất nhiều chuyên gia Đức rồi Mỹ rồi các loại về để cùng ông ta nghiên cứu sản xuất chiếc xe này, thế nhưng mà có lẽ rằng những cái người thuê đó chỉ là được thuê hình thức, tức là ở Đức nó có câu là thuê giấy tờ thôi, tức là làm giấy tờ thôi, đứng tên và đưa tên vào đó để mang tính chất là danh dự, để tức là để quảng cáo thôi, chứ còn họ chắc có lẽ họ không làm việc ở đây, bởi vì là nếu mà làm việc thì không ai để xảy ra những cái lỗi như thế này.
Bởi vì lỗi như này rất nguy hiểm. Các bạn tưởng tượng xem, khi xe đang chạy tốc độ cao trên đường cao tốc hơn 100 km/h, dầu chảy bung bét ra, xong máy có thể là bị cháy. Thế thì người ta đâm vào lan can đường, hoặc là người ta cháy nổ, cháy giữa đường luôn, không điều khiển được cái gì nữa, thế là lăn lộn, hoặc là những xe khác đâm vào tai nạn, là chết người, là chết cháy trong xe. Là và lúc đó còn cái độ co giãn của vỏ xe khi mà va đập thì cũng chưa được thử, không biết được nó thế nào. Thế chẳng nhẽ là ông Lệ Phạm Nhật Vượng phải đợi cho khi một vài người Việt Nam chết thì ông ấy xem, ông ấy đếm xem là chết kiểu gì, chết là bị móp từ trên xuống hay là bị đâm vào hông chết. Thì cái điều đó là rất nguy hại và coi thường cái tính mạng của người dân Việt Nam một cách quá mức. Đấy là một cái sự nhẫn tâm của doanh nghiệp khi mà đứng ra để kinh doanh, bởi vì không ai làm cái việc mà xe chưa kiểm tra chất lượng đã đưa ra thế này. Mà cái điều này thì phải nói là đây là cái lỗi cả về cái nơi kiểm định xe đã cho phép cái công ty VinFast Fadi này, VinFast này bán chiếc xe Fadi ra ngoài thị trường trong lúc chưa được thử nghiệm kiểm định độc lập mà lại đã đi như thế này. Và đây cũng thể hiện rằng cái sự là kém hiểu biết của những lãnh đạo trong nước đấy, của ông Nguyễn Phú Trọng, của ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là hai người này là không biết gì cả về khoa học kỹ thuật, về kinh tế thị trường mà đi quảng cáo ngay cho chiếc xe chưa được kiểm nghiệm gì cả. Tức là chưa được thử nghiệm gì cả thì làm sao anh biết xe có tốt hay không mà anh đã đi quảng cáo. Đấy, bây giờ anh khi mà người ta thấy hình ảnh của các ông lãnh đạo, thế là người ta đi, người ta tin tưởng. Có những người ta mù quáng, người ta mua về sẽ xong rồi đi cả nhà chết cả nhà luôn. Rồi, hoặc là bị thương tật cả đời mới khổ. Đấy, bị gãy chân rồi là bị mù mắt, bị gì đó, mà có những cháu bé ngồi trên chiếc xe không an toàn như thế này thì càng tai hại. Đấy. Thì đây là cái điều mà ngay cả Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần phải rút kinh nghiệm. Và nếu như ông không có đủ khả năng, đủ trình độ để biết cái điều này thì ông phải có cái tư vấn của những cái người thực sự là hiểu biết về khoa học kỹ thuật, về kinh tế thị trường, chứ không thể dùng những cái đội ngũ tư vấn mà không có học, không có trình độ, mà thậm chí chỉ su nịnh thì sẽ đưa không phải chỉ một cái công ty ở Việt Nam vào phá sản, không phải chỉ đưa hàng trăm người Việt Nam bị chết, bị thương hàng năm vì những chiếc xe như thế này, mà còn đưa cả đất nước đi vào cái lầm than, đi vào cái sai sót rất lớn và không thể cứu vãn được. Đấy là không cứu vãn, tức là làm chết cả dân tộc. Thì cái điều đó là không được phép. Cho nên là cái điều này ông Nguyễn Phú Trọng với vai trò của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đại diện cho đất nước, ông Nguyễn Xuân Phúc với vai trò Thủ tướng là đứng đầu chính phủ, là đại diện cho chính phủ, thì phải có cái nhìn nhận một cách khách quan và tìm những người có khả năng để có thể giúp ông. Ví dụ như ở Đức chẳng hạn, tôi thấy có những cái ngành công nghiệp ô tô rất phát triển. Thế thì ở đây, trước đây tôi có biết, có quen của là đại sứ Nguyễn Hữu Tráng. Và đại sứ Nguyễn Hữu Tráng thì ông ta đã ở Đức rất lâu, ông ta có trình độ khoa học kỹ thuật, ông ta biết, hiểu biết, giao tiếp và ông ta rất biết. Và ông ta nói thẳng, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể nhờ đại sứ Nguyễn Hữu Tráng hiện nay đang ở Hà Nội, ông ta tư vấn cho, tìm hiểu cho những cái dòng xe, những kiểu xe thế nào, hợp tác ra làm sao, có nên sản xuất xe hay không, hay là thôi thì chúng ta sản xuất cái gì, xuất khẩu cái gì mà chúng ta có thế mạnh, chứ đừng làm những cái gì như là nó sẽ tiêu tốn đất đai, tài nguyên và con người một cách quá mức, sau đó là phá sản rất lớn, không đem lại cái gì cả. Thì đấy là những cái cần có những người mà có thể giúp ông Nguyễn Xuân Phúc. Mà cái này là tôi có thể đề xuất ông đại sứ Nguyễn Hữu Tráng. Trước đây ông ở Đức thì cũng đã biết, và ông ta là người thẳng thắn và rất biết và rất có quan hệ, và ông biết ngoại ngữ, giỏi ngoại ngữ. Và đấy, thì đấy là các anh sứ quán, đấy là ông Nguyễn Xuân Phúc có thể tham khảo. Và đây là cái chia sẻ của bạn Linh Nhật Lương. Đấy, đây là cái chia sẻ của bạn Linh Nhật Lương mà tôi cũng vừa nói với các bạn trong cái hình ảnh vừa qua. Đấy là của bạn Linh Nhật Lương, bạn ấy chia sẻ về chiếc xe này. Thì cái hình ảnh và những cái nội dung này thì các bạn có thể truy cập trong cái đường link các hình ảnh mà chúng tôi đã chia sẻ ở dưới, hoặc là trên mạng cũng rất nhiều. Và tất nhiên là bạn Linh Nhật Lương này sau khi chia sẻ trong một thời gian ngắn thì có lẽ đã được tác động thế nào đó, bạn đã không còn để cái status này nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng đã chụp lại và xin đọc cái thông tin này để các những cái người sắp mua hoặc đang mua hoặc sẽ mua chiếc xe VinFast thì phải nên biết để tìm hiểu. Và các bạn là người có tiền và các bạn là người có quyền, là bởi vì các bạn là cái người tiêu dùng thì các bạn có quyền hỏi và được trả lời một cách minh bạch từ công ty VinFast để làm sao mình chọn được chiếc xe tốt. Còn nếu chiếc xe chưa tốt thì có thể
thu hồi, thì ông Phạm Nhật Vượng có thể thu hồi lại, toàn bộ thu hồi lại. Và để kiểm tra chất lượng, phải giám sát chất lượng một cách công bằng, rồi lúc đó ông mới bán ra thị trường. Còn nếu không, với tình trạng mà ông Phạm Nhật Vượng cứ tiếp tục bán xe ở hình thức là vừa bán vừa sửa thế này, thì chắc chắn rằng là sẽ đem lại cái tệ hại rất lớn. Đó là việc chiếc xe sẽ bị trả lại hết. Đó là uy tín của công ty VinFast Fadi sẽ bị mất đi, bởi vì những chiếc xe đó là giống như chiếc xe ở đây các bạn sẽ thấy là xem sẽ bị dỡ ra như vậy, thành cái xe đồng nát để bán đi. Và tôi xin đọc cái thông tin trong này của bạn Linh Nhật chia sẻ nỗi buồn Fadi. Em luôn muốn ủng hộ hàng Việt Nam. Đây này bạn đọc nhé. Em luôn muốn ủng hộ Việt Nam, thế nên khi biết VinGroup ra mắt xe VinFast, mặc dù bản thân không mua vì nhà em cũng có hai xe rồi, nhưng vẫn giới thiệu động viên người nhà mua xe. Ở đây là nhạc phụ em, bố mẹ em đặt cọc mua xe lúc giai đoạn đầu, lấy xe sau hôm sau ra mắt, lấy xe sau hôm ra mắt tháng 6 vừa rồi, và tức là hôm 17 tháng 6 vừa rồi. Hôm lấy xe cũng đã có trục trặc và không ưng ý rồi, nhưng đại diện Vin có đứng ra giải quyết nên em không nhắc lại nữa. Tuy nhiên hôm nay thì đúng là em thấy buồn. Xe bố em lấy tháng 6, chưa đi buổi nào vì lấy xong, ông đi vào Nam chơi 3 tuần. Tới hôm nay gặp bạn Gia Lơ ở Vincom Trần Duy Hưng để lấy hồ sơ và còn đi đăng ký. Hôm nay mình chính thức lái xe ra đường. Quãng đường từ Phạm Văn Đồng đến Trần Duy Hưng không vấn đề gì. Tuy nhiên, khi xuống hầm Vincom Trần Duy Hưng thì xe báo tinh tinh inh ỏi. Đầy táp lô tức là cái đèn nổi đèn bình dầu với chữ Ê Change, tức là chắc là dầu, về vấn đề dầu. Trên mặt đồng hồ thông tin khói bốc mù mịt trên nóc capo xe. Tức là có cái đèn báo dầu đấy nhá, chứ không phải báo nước. Capo xe. Lúc này em vội nên không kịp chụp, tức là khói bốc mù mịt trên nóc capo xe, lúc này vội nên em không kịp chụp ảnh được. Em với bố hoảng quá tắt máy xuống xe kiểm tra thì thấy dầu chảy linh láng dưới mặt đất, tức là chị Linh thì chị nói là dầu chảy linh láng dưới mặt đất và đèn là đèn báo dầu. Xe không đi được nữa, phải gọi tổng đài VinFast để điều cứu hộ đến. Theo kinh nghiệm đi xe của em thì lỗi này hoàn toàn là do quá trình lắp ráp xe. Em đã yêu cầu bên cứu hộ kiểm tra kỹ và ghi nhận lại hiện trường, hiện trạng xe có tác động bởi ngoại lực trước lúc bàn giao hay không. Nếu không cẩn thận lại rất dễ nói là do khách hàng đi bị sập gầm, tức là bị đâm vào gầm xe mà nó bị vỡ máy ra hoặc chảy dầu. Xe hiện đang kéo về Chevrolet Hà Đông để kiểm tra. Nhạc phụ em cũng gay gắt, có gọi cho trung tâm của họ và yêu cầu phải đổi xe khác. Các bạn ấy bảo để kiểm tra lại xe. Thật ra em nghĩ đổi xe khác cũng khó thực hiện. Hy vọng VinFast sẽ có hướng giải quyết vấn đề này, vì em mới mua, mới đi đã lỗi quả thật không an toàn và gây cảm giác không thoải mái cho khách hàng. Mà nói thật, hiện em đang rất ngại kiểm tra lại xe. Thật ra em nghĩ đổi xe khác cũng khó thực hiện. Hy vọng VinFast sẽ có hướng giải quyết. Đó. Mà nói thật, hiện đang em đang rất ngại khi giới thiệu Fadi cho bố mẹ em, vì từ lúc lấy xe đã gặp trục trặc, giờ lăn bánh cũng vậy. Em sẽ thông tin lại hướng giải quyết của Vin cho các cụ biết. Đây là cái thông tin của chị Linh đã chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình. Và đây là hình ảnh của chị Linh tự chụp chiếc xe đó bị chảy dầu lênh láng ở dưới garage. Tức là đó, chị nói rằng bị chảy dầu và đèn báo dầu kêu pim pim inh ỏi. Và chị ta nói rằng là chị ta đã có hai chiếc xe rồi, đã có kinh nghiệm đi xe rồi, thì phải nói rằng là cái điều đó là chị Linh phải là cái người rất biết về xe. Thì đây là cái vấn đề xe đó. Và sau đó rồi thì các bạn cũng đã biết những cái hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ, cũng như là trên báo chí trong nước cũng đã bắt đầu chia sẻ về cái việc là chiếc xe đó công ty của VinFast đã cho đến cẩu chiếc xe đi. Đấy, hình ảnh chiếc xe đã cẩu đi. Đấy, đưa lên chiếc xe cẩu đi. Cái biển số xe đến cẩu là 29H24998. Thì đây là hình ảnh trên báo chí Việt Nam mà chúng tôi chia sẻ lại cho các bạn cùng biết. Đấy, và chiếc xe đó là mới đi được có 79 km thôi và bây giờ đã phải cẩu đi để sửa rồi. Đấy, mà đèn báo là báo tín hiệu là dầu, hết dầu, và thấy dầu chảy linh láng là chị, theo ý chị Linh nói như vậy. Đấy, thì chiếc xe cẩu đi rồi. Đấy. Thì đấy là cái thông tin mà chị Linh vừa chia sẻ. Vậy sau đó ngay lập tức thì chúng ta đã cũng chứng kiến cái bài báo về của Auto Pro. Đây là bài báo của Auto Pro, và chúng tôi cũng có chia sẻ cái đường link ở ngay trên cái status này. Đây. Đây. Đấy, và thì trong cái status trong này thì họ cũng nói là thực hư chuyện khách hàng tố VinFast Fadi chảy dầu và cách giải quyết của hãng xe. Thì đây họ cũng ghi rất rõ. Thì họ cũng nói rằng là cũng đăng lại cái thông tin mà cái chị
chị này, chị đã đi xe và bị nói rằng là bị bốc khói và bị báo đồng hồ báo và chảy dầu lênh láng. Thì sau đó rồi thì bài báo lại nói rằng là với đội ngũ kỹ thuật của VinFast đã kiểm tra chiếc xe này, đại diện của VinFast kiểm tra chiếc xe này và đây cái thông tin mà họ kiểm tra thì tôi cũng đã đánh dấu màu tối. Và tất nhiên là các bạn có thể tự tra khảo, tự tra cứu cái thông tin này ở ngay cái đường link chúng tôi đang để ở trên, và hy vọng là cái đường link này có thể tồn tại được khá lâu, bởi vì cái trong nước thì rất có nhiều lúc là bị sức ép nào đó mà họ phải gỡ bài. Đấy, cho nên chúng tôi đã chụp lại cái hình này để các bạn có thể tham khảo lại khi mà họ gỡ bất bài. Đấy. Đấy. Thì trong đó họ nói là nguyên nhân dẫn đến việc khói bốc ra là do sôi nước làm mát, bởi quạt làm mát két nước bị tụt rắc, tức là bị tụt rắc ra, tức là cái két nước xe rất mới nhưng mà bị tụt rắc ra nên không hoạt động. Lý do tụt rắc được nghi ngờ là do rung lắc mạnh trong quá trình vận hành, tức là xe đi bị rung lắc. Đấy, thì bị tụt rắc ra. Cách xử lý đơn giản chỉ là cắm lại rắc, bổ sung nước làm mát, tức là họ cắm lại rắc và đổ sung nước làm mát. Vậy là họ cho rằng chiếc xe này của chị Linh là bị, đây họ ghi rất rõ đây, là bị chỉ bị tuột cái rắc làm nước làm mát thôi. Chính vì vậy nó bị khói lên vì nó nóng, không có nước làm mát thì nó nóng thôi. Đấy, chứ không phải dầu. Họ nói là cách xử lý thì họ nói đơn giản là chỉ có cắm lại rắc và bổ sung nước làm mát. Thế nhưng mà có một số cái bạn đã comment, biết về xe cũng đã comment tha trong cái chúng tôi chia sẻ trước đây, thì bạn nói rằng là cái chuyện mà rắc cắm đấy, rắc cắm là cái rắc cắm lại làm mát này đấy. Lý do là tụt rắc được nghi ngờ đấy, tụt rắc cắm đấy. Cái rắc cắm này ấy, thì họ nói là nó được gắn rất chắc ở trong xe chứ không có chuyện anh tuột ra được, đã gắm vào rồi nó như cái ngàm nó giữ lại rồi thì không thể đi xe đi thì đương nhiên nó rung nó lắc rồi. Thì đương nhiên là nó đi rung, thế mà rung lắc mà đến tung ở cái này ra thì hình như chắc họ không có hay là không cắm đấy, thì cái đấy thì theo cái giải thích của VinFast thì nói là bị tuột cái rắc ấy ra đấy, đi rung lắc thì tuột. Thế thì tới đây chắc là nó còn sẽ còn tuột nhiều thứ khác, và các bạn thấy trong đằng sau tôi thì có những cái chiếc xe mà tuột đấy, còn không còn lốp nữa rồi, hoặc là không còn gầm, hoặc là tuột mất cái cửa sổ, cái cánh cửa nó tuột ra thì đấy là có những cái lý do. Thế thì xe VinFast pha đi có thể đi thẳng vào đây thì cho nó an toàn, chứ bây giờ là cứ đi trên đường thì lúc thì rụng cái nọ, lúc tuột cái kia, thế thì nguy hiểm quá. Vâng, ông hôm trước thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì cũng có đi thử xe đó, ông ta khen là êm lắm, nó ngồi với chiếc xe, nhưng ông lại tất nhiên ông ngồi với cái xe khác, không phải VinFast pha đi mà bán cho người ta hiện nay, mà ông ta ngồi với chiếc xe nó to hơn, nó trông nó có vẻ hiện đại hơn, ông nói là êm lắm. Thế nhưng mà cái êm đấy chưa chắc đã tốt, bởi vì sao? Anh phải đi trên đường với tốc độ cao 120-160 km/h, thậm chí còn hơn nữa, rồi là đường gồ ghề, đường trơn, đường sương mù, đường mưa đấy, thì lúc đấy là nó cứ tuột cái nọ tuột cái kia ra, thì lúc là rụng cái cửa, lúc thì tuột cái tay nắm, lúc thì rơi cái lốp ra, thế thì còn gì là chiếc xe nữa đấy. Thì cái điều đó giải thích là quả thật là của công ty VinFast là rất có lẽ là rất là đặc biệt, mà không khó chấp nhận một cái người mua bỏ ra 400 triệu đồng Việt Nam để mua chiếc xe, xong đó là vừa đi vừa rung sợ nó tuột cái nọ tuột cái kia. Thế chẳng nhẽ họ đi, trước khi đi họ phải lấy băng dính, họ dán tất cả các thứ lại, cửa kính và mọi cái lại để đừng có tuột nữa đấy. Thì chứng tỏ là cái xe này quả thật là không được thử, không được test gì cả, không được thử cẩn thận gì cả. Thì mà đã không thử rồi thì các bạn cũng đã biết, chúng tôi đưa thông tin là không hề được thử Euro NCAP tại châu Âu như các bài báo trong nước đã đăng về chiếc xe của VinFast. Cũng sau đó báo Dân Trí cũng lại đăng tiếp là cũng không được thử nốt ở Asia NCAP ở châu Á nốt. Thế thì không được thử cái gì cả. Có lẽ họ mua về phụ tùng thế nào đấy họ lắp vào thôi, thì để cho nó đúng hạn ra thì cứ lắp vào cái thành cái xe để bán cho người ta thôi. Chính vì vậy mà không được thử và cũng thiếu cả phụ tùng luôn, tức là không có cả những cái chắn bùn nữa, thì xe bùn mới chặn bắn vào trong xe thì là thiếu, sau đó họ nói là họ bổ sung. Và bây giờ thì đến lúc mà họ bảo đi nó bị rung lắc thì nó mới tuột mấy cái rắc cắm ra chứ không phải tại họ. Thế thì cái điều này là quả thật là cái kiểu làm xe và kiểu bán hàng này thì chỉ có mỗi ông Phạm Nhật Vượng, chỉ có mỗi công ty VinFast để làm trên thế giới là có 102. Tôi nghĩ rằng những nước châu Phi họ cũng không làm như vậy. Bởi vì là không có chuyện là đi bán một cái xe mà cứ tuột thế nọ tuột cái kia xong rồi cứ đem cẩu về sửa xong lại đem đưa lại khách dùng. Thì với những cái điều kiện như này, với những bằng chứng như này thì kiểm định như ở Đức hoặc một số nước khác thì chắc chắn họ thu hồi xe ngay. Không thu hồi nhưng họ sẽ cấm lưu hành luôn. Tức là đề nghị các anh phải có cái kiểm định đàng hoàng, có chứng nhận đàng hoàng thì lúc đấy họ mới cho bán trở lại. Thì cái điều đó là ông Phạm Nhật Vượng phải có cái suy nghĩ. Có lẽ có nên chăng là thu hồi toàn bộ những chiếc xe VinFast Fadi đã bán ra để kiểm tra chất lượng, để kiểm định chất lượng một cách đàng hoàng, một cách tốt nhất đã, rồi lúc đó mới bán ra cho người dân sử dụng.
chứ không thể là cứ bán ra xong rồi như thế này để lúc nó rụng cái nọ, lúc rụng cái kia. Thế nhỡ đang đi đường nó rụng ra, thế người ta không tìm thấy nữa, thế bây giờ họ lại phải đi mua. Chứ chẳng nhẽ là họ lại đến những cái chỗ nào đấy bán đồ đồng nát hoặc là bán chợ rời, họ lại mua cái lốp của họ trở lại hoặc mua cái gì đấy của lại trở lại của họ, thì điều đấy là rất là vô lý. Vâng, bởi vì là không có chuyện là xe đi tức là vừa đi vừa rụng như thế đấy. Và ngoài ra thì trong cái bài báo này họ cũng nói của họ cũng nói luôn, tức là của Auto Pro cũng nói luôn là để chủ xe Fari cảm thấy an tâm hơn, hãng xe Việt hỗ trợ thay toàn bộ dầu động cơ chiếc xe đấy, tức là lại thêm cái câu ấy nữa, tức là thay dầu. Tức là đến đấy họ nói rằng do lý do là tuột cái rắc, cho nên là họ chỉ cắm lại cái rắc cho cái bình làm mát, đúng không ạ, để bình làm mát, và sau đó họ cho thêm nước làm mát vào, nhưng lại đi thay dầu nữa. Thế thì rõ ràng là cái chuyện viện mà các bạn thấy là khi mà bị nước làm mát, chẳng may nó có bị ra ngoài, bị phun ra ngoài, thì họ đổ nước làm mát và họ cắm rắc vào. Thế nhưng bây giờ trong cái bài báo này họ ghi là còn có thay cả toàn bộ dầu trong động cơ nữa. Thế thì tức là không có dầu nữa, hoặc là nó bị dầu nó chảy ra hết từ đâu nữa, hoặc là thậm chí có khi là cả hai, tức là vừa là nước làm mát cũng bị bung ra, vừa là dầu cũng chảy nốt. Đấy là không có cả hai luôn. Thế thì vậy thì họ mới nói rằng là họ chỉ nói một nửa vấn đề là nước làm mát nó bị sôi lên thế nào đó, bị nóng quá đấy, và bây giờ tiếp tục là thay dầu vào, tức là họ nói một nửa vấn đề thôi chứ không phải nói cả đấy. Thì như vậy là thậm chí là lỗi một lúc cả hai, vừa vỡ máy nước, tức là cái máy ra nó bị hở dầu chảy ra, rồi sau đó là cả nước làm mát cũng bị bung ra nốt, tức là nó giống như xe đồng nát, hoàn toàn đồng nát, mà tôi nghĩ rằng còn không còn bằng xe đồng nát. Bởi vì như ở đây các bạn thấy những chiếc xe như thế này, họ cẩu như thế kia, nhưng mà nó còn tốt lắm, nó còn chạy tốt lắm, nhưng mà họ vẫn cẩu lên, họ tháo phụ tùng, họ bán cho những cái người có xe cũ tương tự như vậy. Chứ còn những chiếc xe như VinFast này vừa chạy được mới có 30 hơn 30 cây, và tức là mới được một cái như các bạn tôi vừa đưa cho các bạn xem, cái đồng hồ công tơ mét nó ghi đây rất rõ này, là có 79 cây, 79 km. Đây, 79 km. Đây. Mới được có 79 km mà đã thấy là bung cả nước nóng ra, rồi rung đi chạy rung mà rơi cả dây ra, và bây giờ họ thay cả dầu nữa, thì tôi nghi ngờ rằng là máy chảy dầu là đúng hoàn toàn. Thế như vậy là không còn gì mà nói nữa. Một cái xe mà cái bên ngoài nó đã hỏng, nó kém rồi, xong bên trong cái ruột nó, cái quan trọng nhất là cái máy, mà nó cũng bị bung chảy dầu, thì đấy là cái điều rất tệ hại khi mà sản xuất một chiếc xe như vậy là không thể chấp nhận được. Thì cái việc này ông Phạm Nhật Vượng phải hết sức cẩn thận, bởi vì có thể những cái tài sản của ông, những cái ông thu được từ việc kinh doanh bất động sản, nó sẽ chôn vào cái dòng xe này, chôn vào khi sản xuất xe. Nếu mà thu hồi được thì ông nên thu hồi để làm sao cho nó kiểm tra chất lượng cho thật tốt rồi hãy bán, và bán với cái giá là chấp nhận được, chứ không thể bán với cái giá trên trời 400 triệu được. Bởi vì cái chiếc xe đó chúng tôi cũng đã điều tra bên này rồi, nó là dòng xe của Chevrolet đấy, thì bên này nó bán chỉ có, nếu mà tính ra hôm nọ chúng tôi đã nhân rồi, có 133 triệu đồng Việt Nam. Đây, đây các bạn xem, đây cái giá mà chúng tôi đã nói hôm trước đây. Đấy, họ bán ở đây có 5.123 euro giá netto, giá chưa thuế, tức là tương đương với 133 triệu đồng Việt Nam thôi. Thế mà ở Việt Nam, thế mà ông Phạm Nhật Vượng, công ty VinFast đã được nhập khẩu thiết bị phụ tùng gần như thuế được ưu đãi, có những cái về bằng không. Thế mà bây giờ ông bán với 400 triệu mà giá khởi điểm, còn cộng thêm những cái nọ cái kia, thì có những cái người mua xe người ta nói phải cộng vào thêm nọ kia mới chạy được, để cỡ khoảng 500 triệu thì mới chạy được, 20.000 đô euro, 20.000 đô la thì quá đắt. Đấy. Đấy, tức là 500 triệu mà ở đây bán có 133 triệu thôi. Đấy, mà xe tiêu chuẩn nó còn tốt hơn. Đấy, đây là xe Chevrolet cùng dòng với cả xe VinFast Fadi, cùng dòng với cả Opel Car. Đấy, bởi vì nó đều của công ty GM sản xuất ở Nam Triều Tiên và đưa vào Đức để bán. Thì trong đó là chỉ có đến năm 2016 thì xe Chevrolet đã bị rút ra. Đấy, thì quá đắt. Với chất lượng như vậy là quá đắt. Và có những cái giải thích tại sao mà chiếc xe VinFast Fadi lại bị như vậy. Thì tôi cũng đã trao đổi với cả cái người mà bán xe Chevrolet tại Đức, tức là họ cũng như Opel tại Đức, thì họ thấy, họ nói rằng là đây các bạn xem cái máy của Chevrolet và máy của Opel Car đấy, thì đây là máy của Chevrolet ở trên, đây còn máy của VinFast Fadi ở dưới, đây các bạn xem đánh dấu này đấy. Tất cả họ nói rằng là những cái phụ tùng này của nó ấy, thì giống nhau, khá giống nhau, tức là có thể thay đổi cho nhau được, tức là nó giống, nó cùng một mẹ sản xuất ra mà cùng công ty GM sản xuất ra, cho nên là nó đổi cho nhau được. Họ bảo là đến mua phụ tùng của ông Chevrolet lắp vào Opel Car hoặc ngược lại cũng được đấy. Và hiện nay thì các bạn thấy cái máy mà mở ra của xe VinFast Fadi đây là không phải là máy của Đức nhé, máy này không phải của Đức,
mà máy này là của, đây các bạn xem, đấy máy này, máy này không phải của Đức mà máy này của GM, nếu phóng to ra là của GM của Mỹ, và nó có 4 cái xi lanh. Trong khi dòng đó trước đó thì ở Đức thì họ bán là dòng có 3 xi lanh thôi. Và họ giải thích với tôi rằng là tại sao phải 3 xi lanh. Họ nói rằng bởi vì sao? Bởi vì với 3 xi lanh thì cái công suất nó là đủ, và đồng thời là khí thải môi trường thì mới đạt yêu cầu là Euro 5, lúc đó là Euro 5 đấy, thì mới bán được. Chứ còn bây giờ nếu mà chỉ cần thêm một cái máy nữa thì cái xe mới sản xuất ở Việt Nam nó là 4 máy 1.4 thì nó sẽ tăng cái lượng khí thải rất lớn lên. Và chính vì vậy mà cái việc mà hôm trước chúng tôi đã cho người ra auto, tức là cái chỗ bán xưởng bán xe của VinFast Fadi, bán xe ở VinFast của Hà Đông, họ nói rằng là không biết là cái này Euro mấy. Thì sau đó thì cái người bán hàng có gửi thông tin cho chúng tôi. Đấy thì là họ mới nói, nhắn lại sau 2 ngày, nhắn lại là anh ơi đây là Euro 4. Ờ, thì đấy là nhắn bằng tin nhắn thôi, chứ không có cái thông tin nào ở cái tài liệu nào đấy nói là Euro 4 cả. Bởi vì nếu mà muốn Euro 4 anh cũng phải thử, phải test cẩn thận thì mới là Euro 4 không. Và chính vì điều đó mà cái xe này hiện nay là nối thêm một máy nữa, tức là thêm một cái xi lanh ở đây nữa thành 4. Ông Phạm Nhật Vượng cũng cho nối thêm một cái nữa. Tất nhiên nối một cái nữa thì nó khỏe ra, máy ở có vẻ như là nó leo trèo, nó chạy nó nhanh hơn. Nhưng mà điều đó sẽ gây ra tác hại rất lớn về môi trường. Và hơn nữa, cái quan trọng nhất, cái việc mà khi chiếc máy bị thay đổi như thế này, thay đổi rất là lớn như thế này mà không có sự kiểm tra và thử cẩn thận thì có thể nó sẽ hoạt động không tốt, không đúng như mong muốn. Và cái sự phá máy, vỡ máy, chảy dầu và nhiều cái chuyện khác nữa, cũng như khí thải môi trường không đạt đã đành. Nhưng mà những cái vấn đề là phá máy hoặc chảy dầu, khi các máy nó hoạt động không nhịp nhàng, điện và xăng nó phun không đều thì hao xăng hoặc là chóng hỏng hoặc là nhiều chuyện khác sẽ xảy ra. Và cái cụ thể nhất mà các bạn đã nhìn thấy vừa rồi, đấy là chiếc xe của chị Linh thì đã bị chảy dầu tung tóe, hoặc là người ta giải thích là bị bình nước, tuột dây bình nước mát. Thế nhưng mà cái điều đó thì các bạn phải tự kiểm tra lại, đặc biệt là những cái người đã mua cái xe này thì phải tự mở máy ra kiểm tra. Và theo như chúng tôi điều tra thì biết rằng là cái máy này là 4.1.4, tức là 4 động cơ, thì ông ấy thêm một cái động cơ cho khỏe nhưng mà không thấy kiểm tra. Mà không kiểm tra thì các bạn biết là bây giờ một cái máy ô tô là nếu mà không kiểm tra thì sẽ rất nguy hiểm, ở chỗ là nó hoạt động thế nào thì không biết, đang đi đường nhỡ nó bốc cháy, có thể nó bốc cháy, cái điều đương nhiên có thể, nó nóng quá, bởi vì nó không được kiểm tra chất lượng, không được chạy thử trên các địa hình khác nhau, lồi lõm, đường cua, đường nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, rồi tất cả các loại mưa gió và rồi nhiều cái đột xuất khác thì không được kiểm tra. Thì cái chuyện mà máy có thể nó vỡ máy, phá máy và dẫn đến cháy máy và nổ máy thì cái chuyện đấy là rất hoàn toàn có thể xảy ra. Thì bây giờ cái chị vừa mua cái xe mới được có mấy chục km thì là bây giờ đã bắt đầu bị rồi. Đấy, và cái việc này bị như thế này là chắc chắn là bị, là tức là bị theo cả một cái dây chuyền thì nó bị, cả cái dòng xe nó bị, chứ không phải chỉ là lỗi của một cái xe duy nhất. Đấy, mày lỗi chảy dầu, lỗi nó bị vỡ chảy dầu và bung nước như thế là rất nặng, cực kỳ nặng luôn, mới chạy có mấy chục cây. Đấy, thì xe này nếu mà ở Đức và các nơi khác thì nó sẽ dừng, không cho đăng ký ngay lập tức. Và như vậy là ông Phạm Nhật Vượng rất may mắn là còn ở Việt Nam, có thể những cái quan chức ở trong nước như ông Nguyễn Phú Trọng hoặc ông Nguyễn Xuân Phúc, ông ấy còn có thể có cái cách nào đó ông ấy giúp để ông Phượng chưa phải thu hồi xe. Nhưng mà chắc cũng không ai mua những cái xe này nữa, bởi vì là nếu mà cứ bán cái đồ đồng nát như thế này, vừa đi vừa sửa mà sửa những cái rất nặng nề như thế này, rất nặng, lỗi rất nặng, đấy là lỗi không có chắn bùn, là lỗi mà bất cứ người nào ai bán xe ở đây người ta cũng đều biết là cái đấy là cái tối thiểu. Rồi sau là lỗi máy nữa, thêm máy mà không được thử, đấy thì rất nguy hiểm. Đấy, thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ với các bạn như vậy. Thì chắc chắn là trong thời gian tới thì ông Nguyễn Phú Trọng là ông ra là cái người khá, như ta đã nói là khá cẩn thận, cho nên là ông ta phải có cái biện pháp để có những cái điều hành đất nước cho nó đúng đắn. Và ông, đặc biệt ông Nguyễn Xuân Phúc, thì đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng lúc mà đến thăm công ty VinFast. Thì ông ta là phải nếu mà không biết thì ông ta phải học, mà cái người mà không biết nữa thì ông ta phải hỏi tư vấn, mà tư vấn kém thì ông ta phải tìm những người cố vấn tốt. Ví dụ như ông Nguyễn Hữu Tráng, đại sứ Việt Nam ở Đức trước đây, ông ta rất giỏi và ông ta thừa sức là tư vấn những chuyện như thế này. Đấy, thì cần phải có những người như vậy. Và tất nhiên là hậu quả thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì ngay lập tức thì công ty, thì ngay lập tức cái tổ chức đánh giá, tức là công ty đánh giá lớn hàng đầu của thế giới là công ty là Fitch Ratings, đã bắt đầu đánh giá, tức là bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 2019, họ đã không đánh giá cả cái tập đoàn VinGroup nữa. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ nói rằng là khi VinGroup
đi vào sản xuất ô tô, một cái ngành nghề cực kỳ khó, một cái thứ mà cạnh tranh khốc liệt và phải có đủ các loại kỹ thuật, đủ các loại trình độ khác nhau, chứ không phải là cái chuyện giống như là làm mì, sản xuất mì tôm bên Ukraine là bán ăn nhanh được, hoặc là về Việt Nam lấy đất lấy giá rẻ xây lên rồi bán giá cao được, mà bằng nhiều cái thủ đoạn khác nhau. Mà ô tô là cái thứ mà rất khó. Chính vì vậy Rating đã không đánh giá, rút lại đánh giá. Là và trước đó thì họ nói là công ty, tất cả tập đoàn Vingroup luôn là chỉ có B cộng và theo tiêu cực nghĩa là xấu lắm các bạn. Tiêu cực có nghĩa là anh mà đi vay tiền các nơi là người ta không cho vay nữa, hoặc là vay phải có bảo lãnh của chính phủ. Mà bảo lãnh chính phủ cho công ty tư nhân mà vay số lượng lớn hàng tỷ đô thì rất nguy hiểm. Thì như vừa rồi công ty VinFast cũng đã vay của phía Đức là 950 triệu đô la để sản xuất xe ô tô, và nói rằng là nhập dây chuyền công nghệ và sản xuất xe của Đức. Tuy nhiên cái việc đó thì chưa thấy đâu, nhưng mà chúng ta cũng đã chứng kiến cái việc là chỉ ra cái dòng xe rẻ tiền là VinFast Fadi với công nghệ của Mỹ, mà chúng tôi cũng đã trình bày đến các bạn trong cái thời gian vừa qua. Và tất nhiên là với cái việc đó thì cái uy tín đánh giá của đây này, rút đánh giá tín nhiệm này của cả tập đoàn luôn. Và đây là chỉ dấu cho cái việc mà tập đoàn Vingroup chắc chắn là sẽ bắt đầu bước vào cái thời kỳ sóng gió, thời kỳ khó khăn sắp tới. Bởi vì là khi mà sản xuất ô tô không thành công, mà ngay cả cái chiếc xe ban đầu tiên đã không thành công rồi, thì cả quá trình sau này, ngay cả những chiếc xe khác hiện đại hơn như là có thể là xe VinFast Lux hoặc những xe khác sẽ gặp rất khó khăn. Bởi vì là chiếc xe bé, xe đơn giản mà anh không làm được thì làm sao anh sản xuất được xe phức tạp, làm sao anh đủ lòng tin để cho những người khách hàng người ta bỏ hơn 1 tỷ đồng ra Việt Nam ra họ mua cái chiếc xe đắt tiền được. Trừ một số cái quan chức, trừ một số người muốn có thể là nói là thừa tiền, hoặc là muốn quảng bá hình ảnh hoặc quảng cáo cái gì đó, hoặc lấy lòng ai đó thì họ nói là họ mua cái xe này để yêu nước. Chứ còn thực ra thì đấy, các bạn đã thấy vừa mua xong đi đã hỏng rồi và tiếp tục bị cẩu vào, thì chắc chắn là trong thời gian tới rất nhiều những cái chiếc xe VinFast như thế này sẽ tiếp tục bị cẩu vào trong những cái gara để họ sửa lại đủ thứ. Và đấy, cái điều đấy là thiệt hại rất lớn cho cái nền kinh tế Việt Nam, cho những cái người mua, cho người tiêu dùng, và thiệt hại rất lớn cho cái an toàn của lưu thông ở trên đường ở Việt Nam. Vâng, cảm ơn. Tôi vừa trình bày với các bạn về cái việc mà ngày hôm nay đã xảy ra những cái bài báo trong nước nói rằng chiếc xe VinFast Fadi đã bắt đầu gặp trục trặc và sự cố lớn. Đó là sự cố về máy, về hệ thống, họ nói là về hệ thống làm mát. Thế nhưng mà thực tế thì họ đã phải thay cả dầu. Thì cái này thì chỉ có chị Linh ở đó người ta biết, và chắc chắn là những cái người hiện nay đang sở hữu chiếc xe VinFast đó, hãy thử đi với tốc độ cao, hãy thử các loại kiểu địa hình để mình biết được cái xe của mình như thế nào. Còn nếu chất lượng không đảm bảo thì các bạn hoàn toàn có khả năng, có đủ điều kiện để giả lại chiếc xe đó, hoặc yêu cầu đổi, hoặc là có những biện pháp khác, hoặc là có thể kiện lên cái nơi, tức là nơi đăng kiểm, để kiểm định lại chiếc xe này. Và khi chiếc xe này có chứng nhận để kiểm định là không đạt yêu cầu thì các bạn có quyền giả xe và đòi bồi thường một cách thoải mái, thỏa đáng. Cũng như là những cái đại lý đã đăng ký bán cho chiếc xe của VinFast cũng có thể đòi lại tiền hoặc là trả lại xe để có thể bán những chiếc xe khác an toàn, tốt hơn, thậm chí giá thành lại thấp hơn. Và tránh trường hợp như các bạn đã thấy, như ở đây, đây là những cái chiếc xe mà họ đã lưu hành như hàng chục năm, nhiều chục năm ở nước Đức rồi. Thế nhưng mà cái giá trị sử dụng nó vẫn còn, bởi vì họ vẫn có thể tháo ra phụ tùng, họ bán đến các nơi để họ lắp những chiếc xe khác để tiếp tục lưu hành ở các nước Đông Âu, nước nghèo, ở châu Phi, thậm chí mang về Việt Nam để bán. Thì trong này cũng nhiều người Việt Nam đến đây mua và dùng những cái phụ tùng này mang về để bán, để lắp cho những xe. Như các bạn thấy ở trên kia là những xe Mercedes này, các bạn thấy Mercedes này. Đấy, để tôi đưa lại gần để các bạn xem. Đây, đấy. Đấy, các bạn thấy không? Có những xe là Mercedes này, rồi có những xe là Opel này, đấy, có xe Ford này, xe Peugeot này, đấy, và xe Renault này, đấy, rất là nhiều loại xe khác nhau. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Đấy, đấy. Thì đấy là những chiếc xe mà phải nói rằng là họ phải cũng đã phải có quá trình bán hàng lâu và kiểm nghiệm chất lượng rất kỹ rồi, và nó lưu hành được lâu thì như vậy ngay cả phụ tùng của nó sau này tháo ra cũng bán được. Chứ còn những chiếc xe mà không được kiểm định độc lập, không được kiểm tra chất lượng cũng như giá thành quá cao như VinFast Fadi thì chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và cái điều này một lần nữa xin nói lại rằng đối với ông Phạm Nhật Vượng, ông phải suy nghĩ để sản xuất ô tô không đơn giản như làm mì tôm, không như sản xuất mì tôm. Đấy, ở Ukraine cái kinh doanh cái đó khác nhau hoàn toàn, làm ô tô khác hoàn toàn, không phải anh có tiền anh làm được. Đấy, mà anh phải có rất nhiều thứ và phải làm thực sự, và phải coi trọng cái tính mạng, coi trọng cái sự an toàn của người Việt Nam là chính, và coi hơn là cái đồng tiền anh bán ra nhanh để thu hồi vốn, hoặc là cái việc mà đưa những cái chính trị gia hàng đầu ra như ông Nguyễn Phú Trọng
hoặc là ông Nguyễn Xuân Phúc ra để quảng cáo, để lòe, để che mắt đi, để lòe thiên hạ, để che mắt đi cái sản phẩm chất lượng kém của mình, thì cái điều đó là rất tệ hại. Bởi vì khi người dân người ta mua phải những chiếc xe mà kém chất lượng thì cái uy tín sẽ không còn, và lần sau họ sẽ không mua tiếp những sản phẩm ô tô cùng loại, thậm chí người ta sẽ tẩy chay và không mua cả những cái sản phẩm về mà các công ty và tập đoàn VinGroup đang làm như là bất động sản, bởi vì là nó sẽ gây ra những cái tác hại lan truyền và domino, tức là nó sẽ làm mất lòng tin của khách hàng rất lớn, và của những cái, ngay cả những cái lãnh đạo trong nước, rất nhiều người ta biết điều này, người ta không nói ra nhưng mà cũng sẽ mất lòng tin với cả những lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo chính trị tại Việt Nam và cả những cái đối tác quốc tế nữa. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay mùng 9 tháng 7 năm 2019. Và trong chương trình vừa qua thì chúng tôi đã nói về cái việc chiếc xe VinFast Fadi đã tiếp tục là bị gặp vấn đề về kỹ thuật, và chắc chắn trong thời gian tới chúng ta sẽ gặp lại nhau để tiếp tục là trình bày với các bạn những cái thông tin tiếp theo, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Và các bạn nhớ bấm nút theo dõi của Thời báo.de, theo dõi của Facebook Lê Trung Khoa, của YouTube Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất đến với các bạn. Và sau đây, đây là chương trình thứ nhất, và xin hẹn gặp lại các bạn sau một tiếng nữa, tức là rồi sau một tiếng nữa thì sẽ hẹn gặp lại các bạn vào chương trình thứ hai. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có hai chương trình. Chương trình thứ hai là chúng tôi sẽ công bố cái điều tra về chiếc xe VinFast Lux ở bên CAS, tức là bên Áo, như thế nào, đến đâu rồi, thì các bạn sẽ được biết trong cái chương trình thứ hai sau một tiếng nữa. Đấy, thì là cái điều tra của chúng tôi về chiếc xe VinFast Lux tại bên Áo, và chúng tôi hẹn gặp lại các bạn sau một tiếng nữa, và chào các bạn.